Đây các bạn có thể thấy biểu tượng con cá vàng đây nha các bạn <laughs> Đây nó màu vàng Một khi các bạn Xe các bạn nổi con cá vàng lên Và Cái xe của các bạn Vẫn đang chạy rất là bình thường Tuy nhiên con cá vàng nó nổi lên Thì Các bạn sẽ xử lý như thế nào Không, Xin chào quý vị các bạn Chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh ô tô tại Đồng Nai trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái lỗi con cá vàng trên tất cả các cái dòng xe tải hiện nay. Đây, các bạn có thể thấy biểu tượng con cá vàng đây nha các bạn. <laughs> đây nó màu vàng. À, thực tế thì nhìn nó là cái biểu tượng của cái động cơ, nhưng mà các cái bác tài chúng ta hay nói với nhau rằng đó là lỗi con cá vàng. <laughs> trên xe chúng ta sẽ có các cái cảm biến cũng như là hệ thống <laughs> xử lý của động cơ hệ thống điều khiển của động cơ một khi mà các cái hệ thống này nó có biểu tượng, biểu hiện của cái sự mất tín hiệu hay là tín hiệu nó báo về nó bị sai so với lúc ban đầu thì khả năng là xe của chúng ta nó sẽ cái táp lô nó sẽ hiện lên cái lỗi cái biểu tượng con cá vàng lỗi động cơ đó. <laughs> Vậy thì một trong những cái cách khắc phục của cái vấn đề này là như thế nào? <laughs> Đây cũng có thể nói là một trong những cái nỗi sợ của của các cái bác tài nhất là các bác tài chạy đường dài. À, các bác tài mà sử dụng các cái dòng xe Euro 4 à, mới nhất hiện nay đó hoặc là các bạn các bác tài mà đang sử dụng các cái dòng xe ga điện À, sử dụng hệ thống phun dầu điện tử thì cái biểu tượng cá vàng này là một trong những nỗi sợ rất là lớn của các bác tài mỗi khi mà con cá vàng này nó nổi lên là các bác tài cuốn quýt lên và rất là lo lắng <laughs> nó không biết là động cơ mà nó có bể có nổ gì hay không à, có ảnh hưởng gì đến xe không nghiêm trọng hay không và sửa chi phí sửa chữa và làm cho chiếc xe chúng ta nó rất là nặng hư hỏng rất là nặng tuy nhiên khi một khi các bạn xe các bạn nổi con cá vàng lên và cái xe của các bạn vẫn đang chạy rất là bình thường tuy nhiên con cá vàng nó nổi lên thì các bạn sẽ xử lý như thế nào một điều đó chính là bạn cứ việc chạy đi không việc gì hết đó là một thực tế các bạn ạ nếu như con cá vàng nó nổi lên Tuy nhiên là xe chúng ta vẫn chạy bình thường Thì các bạn Có thể Tắt máy xuống Tắt máy xuống xe Và xem cho mình Dầu Nhớt, nhất nhớt động cơ Nước là mát Nếu ok hết Thì các bạn cứ lăn bánh chạy bình thường Nếu như xe vẫn các bạn vẫn chạy bình thường nhé đó. Rồi các bạn à, Chạy về đến nơi <laughs> Và chúng ta sẽ điện cho bên à, bên 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 sửa chữa hoặc là bên uh, hãng người ta sẽ cho thợ và người ta kiểm tra <laughs> hoặc các bạn chạy thẳng luôn vào trong hãng. Đó, có một số dòng xe nha các bạn. <laughs> một số dòng xe là lỗi cá vàng này nổi lên nhưng các bạn cứ chạy bình thường bởi vì đấy là những cái lỗi thuộc về cái uh, những cái cái phần đơn giản. Đơn giản nó không ảnh hưởng gì đến động cơ. Ừ. mình có thể ví dụ như là về thứ nhất đó chính là cái hệ thống khí xả động cơ trên cái bộ bô của cái xe các bạn á, bao giờ nó cũng đối với các dòng Euro 4 mà đời nhỏ thích dòng nhỏ tải nhỏ thì nó thường sẽ có một cái uh, con sensor để nó kiểm tra được cái uh, cái bô nó có bị tắt hay không cái bộ lọc khí thải á. thì cái đó nếu mà nó bị hư rồi á, thì nó sẽ báo lỗi cái vàng lên nhưng mà cái vấn đề đó thì các bạn cứ chạy bình thường bởi vì nó không ảnh hưởng gì đến xe nhiều lắm đó bởi vậy nên là <laughs> mình mới làm video này có rất nhiều khách hàng của mình gọi điện đến là em ơi xe anh bị sao nó nổi con cá nó nổ báo lỗi động cơ lên vậy bây giờ anh làm sao thì mình luôn luôn hỏi gì xe anh có chạy bình thường hay không đạp ga nó có lên không rồi nó có tắt máy hay không anh kêu không xe anh vẫn chạy bình thường chạy bình thường thì cứ chạy nha Tại sao mình lại nói như vậy? <laughs> nhưng mà tất nhiên là các bạn cần phải sớm đưa xe vào trong hãng hoặc là kêu bên thợ sửa chữa đến người ta xóa lỗi đi. Hoặc là người ta kiểm tra xem mà nó báo lỗi ở phần nào để người ta tiến hành thay thế khắc phục. Nó có ảnh hưởng nhưng mà nói chung là nó không gây hư hỏng chiếc xe của bạn như cái vấn đề về nhớt là một và vấn đề về nước làm mát là hai. Hai cái vấn đề đó là khả năng cao là nguy hiểm rất là nguy hiểm đến xe của bạn cái vấn đề này mình đã nói nhắc đi nhắc lại rất nhiều trên kênh của mình mình không nói về cái vấn đề này đi sâu nữa <laughs> thì trên các cái dòng xe Euro 4 á, thường là nó sẽ có các cái vị trí cảm biến tại vì trên xe tải của mình thì nó rất là đơn giản nhưng mà trên xe du lịch thì nó lại khác trên xe du lịch nó đến 10 uh, mười... rất là nhiều cảm biến nhớ những cái cái cảm biến mà nó rất là lạ À, nhưng mà trên xe tải mình thì nó chỉ ở mức cơ bản thôi ví dụ như thế nào ví dụ như là tất cả các cảm biến quan trọng như là cảm biến cam này cảm biến trục khéo cảm biến à, à, lưu lượng gió rồi à, cảm biến áp suất ống reo rồi à, đó là những cái cảm biến rất là quan trọng nhưng nguyên tắc của nó là nó cũng chỉ báo về cho chiếc xe của chúng ta à, <laughs> bảo vệ cho hộp cao su để nó điều khiển cái động cơ chứ nó không báo lỗi nó không báo về là ừ anh ơi cái bánh đà nó bị mẻ mấy cái răng đó, hoặc là ừ bánh đà chúng ta có hiện tượng à, à, hoặc là bánh đà chúng ta quay chậm hay có yếu gì đó hoặc là lưu lượng gió nó vào ít <laughs> thì những cái lỗi đó thì nó sẽ hộp ô su nó sẽ điều khiển cho cái động cơ nó chạy ở chế độ à, vào gara có nghĩa chạy chế độ chúng à, ta chỉ chạy được khoảng 2.000 vòng trên phút thôi à, động cơ chúng ta chỉ đạt được công suất như đó là nó sẽ quay đầu để chúng ta đủ để chạy vào gara nó gọi là chế độ chạy vào gara <laughs> rồi à, hoặc là tắt máy những cái tín hiệu đó báo về nó sẽ tắt máy tuy nhiên còn những cái tín hiệu khác ví dụ như là nhiệt độ Uh, khí nạp rồi vì uh, um, giống như là cảm biến bô đó cảm biến cho bô về đưa về thì thì nói chung là là là, là nó sẽ uh, vẫn cho các bạn chạy bình thường có thể nó sẽ giới hạn công suất của cái động cơ bạn chỉ hoạt động được 80 phần trăm thôi đó thì bạn vẫn chạy bình thường vậy thôi nhưng mà khi mà chúng ta tải nặng lên là nó cái xe chúng ta nó ì nó không chạy nổi đó là 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 những cái lỗi khi mà nó các vàng nó hiện lên đó các bạn như vậy thì các bạn nhớ nhé khi mà có cái vàng nổi lên các bạn vẫn chạy bình thường và xe chúng ta đã kiểm tra nhớt nhau nhớ động cơ ok kiểm tra nước làm mát ok này các bạn cứ tiếp tục làm bánh cho đến khi nào mà chúng ta có khả năng chúng ta đưa xe vào sửa chữa thì các bạn đưa xe vào sửa chữa như vậy thì mình mới chỉ cho các bạn các cái cách khắc phục lỗi trên các cái à, cách xử lý khi mà con cá vàng hiện lên à, còn nếu như mà trường hợp mà xe chúng ta mà nó tắt máy hoặc là à, hoặc là, là 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 đạp không lên ga <laughs> đạp khoảng 2.000 vòng uh, tua máy khoảng 2.000 vòng một phút uh, thì các bạn các thấy các bạn bó tay rồi các bạn không xử lý được bắt buộc là uh, phải kêu hãng vào sự can thiệp ngay lập tức để các bạn có thể đi, đi thôi chứ nó cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng hết đó <laughs> như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là cái lỗi cá vàng này nó cũng không có quá là nguy hiểm nha các bạn không quá nguy hiểm không quá nguy hiểm các bạn cứ yên tâm mà chạy thôi lỗi cá vàng nó có hiện lên thì cũng không quá nguy hiểm bởi vì những cái tín hiệu nó cảm biến nó báo về thì nó báo là cái xe chúng ta nó đang có trục chặt thì nó sẽ khắc phục ngay từ đầu đó và hệ thống thông minh thì nó thông minh lắm mà các bạn ơn hộp OCU nó thông minh lắm nếu mà lỗi nặng là nó không cho các bạn chạy đâu không có cửa mà các bạn chạy được đâu đó Nếu mà lỗi nhẹ thì thì, thì nó vẫn cho các bạn chạy về hoặc à, lỗi bình thường thì các bạn vẫn chạy bình thường đó. đó nên mặc dù nó báo lỗi nhưng mà các bạn xe vẫn chạy bình thường thì cái bạn các bạn cứ chạy thôi chạy đến khi nào mà chúng ta có thời gian là chúng ta đem vào hãng sửa lại thì uh, chúng ta đem vô <laughs> còn nếu chạy bình thường các bạn cứ chạy bình thường hộp nó rất là thông minh các bạn nhìn nếu một điều đó hộp nó thông minh như con người vậy đó nó biết cái nào là hư nghiêm trọng và cái nào là không hư nghiêm trọng hư nghiêm trọng thì nó chắc chắn là các bạn không chạy được đâu không cửa nào mà chạy được đó là cái vấn đề của dòng euro 4 còn nếu như bình thường các bạn cứ chạy thôi và các bạn nhớ nhá phải tranh thủ mang vào bên trong hãng hoặc kêu thợ đến người ta kiểm tra lỗi thì nó sẽ hiện ra là cái xe của bạn đang có vấn đề gì thì chúng ta tiến hành khắc phục xử lý như vậy thì à, à, mình cũng à, vừa mới à, giúp cho quý vị các bạn cách khắc phục các cái vấn đề khi mà hiện độ con cá vàng lên à, có rất nhiều cái vấn đề nhiều cái phát sinh nói về cái con cá vàng này thì à, à, mình à, cập nhật đến đâu thì các bạn có thể xem à, thì mình sẽ làm video đến đó các bạn nhớ các xem các video của kênh mình vậy thì à có vấn đề gì về xe thì các bạn à, à, cố gắng à, hiểu nhé thì à, lỗi cá vàng thì mình cũng à, nhắc đến là nó cũng không quá nguy hiểm ừ còn nếu như các cái vấn đề khác thì các bạn à, mình sẽ cố gắng à, các bạn có thể comment ở phía dưới video này của mình thì mình sẽ à, đưa về kỹ thuật của bên mình bên mình sẽ hỗ trợ cho à, mình sẽ làm các video hỗ trợ các bạn hoặc là có thể các bạn zalo số điện thoại hotline của mình bên mình sẽ trực tiếp hỗ trợ nha các bạn và xin kính chào à, và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau